Vừa rồi ở trong trường quay của Cà Phê Sáng là có một cái sự xáo trộn, bởi vì chúng tôi rất là bất ngờ, bởi vì không chỉ có một cái chiếc xe được mang vào trường quay đâu ạ, mà còn có nhiều hơn một chiếc xe. Nếu như quý vị đã xem từ đầu chương trình tới giờ là có thêm nhiều chiếc siêu xe nữa, cho nên là vừa nghe nhạc nhưng mà tôi với anh Hoàng Quân là liên tục để ý trong trường quay để xem là có những cái xe nào được mang tới đây nữa. Và có một điểm hay nhất đó là chủ nhân của những chiếc xe, những thiết kế này cũng dành tặng nó cho những người con thân yêu của mình. Vâng, xin được giới thiệu anh Trương Văn Đạo đến từ Bắc Ninh. Vâng, chào anh ạ. Chúng ta vừa được nghe ca khúc Ba Kể Con Nghe. Người cha có rất là nhiều những cái mong muốn nhắn nhủ dành cho người con của mình, và dường như anh cũng có những cách riêng để thể hiện những cái niềm mong muốn ấy, hiện thực hóa những cái mơ ước của người con mình thông qua những chiếc siêu xe, cả mô tô, cả ô tô ở đây, đúng không ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Quân và xin chào chị Trang. Thì khi mà mình con mình gần 1 tuổi thì cậu bé rất là thích những cái chơi những cái xe mô hình nhỏ, và từ đấy thì mình đã nảy ra ý tưởng là làm cho con những cái xe mà thực sự từ cái bàn tay của mình, bằng những cái nghề của mình, và mình từ đó thì mình đã cho ra đời những chiếc xe gỗ để con mình có thể rong ruổi cùng mình đi chơi ở quanh nhà mình. Wow, đây có phải là chiếc xe đầu tiên không ạ? Hay là chiếc xe đầu tiên anh làm cho con là chiếc xe nào ạ? Hiện tại thì mình đã làm được khá là nhiều xe rồi, và chiếc đầu tiên của mình là chiếc Ferrari. Thì chiếc đấy thì mình chỉ có thể kéo đi kéo lại để cho con chơi thôi, và nó không thể chạy được bằng điện. À, tức là ngày xưa là nó chỉ kéo đi kéo lại thôi, còn bây giờ thì nó chạy được bằng điện và được nâng cấp hơn rất nhiều. Đúng rồi, chính xác. À, thế cái quá trình làm ra những chiếc xe này nó mất nhiều thời gian không anh ạ? Mỗi một chiếc xe này thì mình thường làm mất khoảng 3 tháng. Wow. Nó sẽ bao gồm những cái công đoạn nào, anh có thể chia sẻ một chút ạ? Để làm thì rất là muốn được đến gần với cái xe này để xem ấy. Thì nó sẽ mất rất là nhiều công đoạn. Tuy nhiên thì các bạn có thể lên trên YouTube và trên Facebook để có thể xem để hiểu chi tiết hơn về những cái công đoạn này. Nhưng mà mình có thể chia sẻ thêm đó là trong cái quá trình làm thì cái khó khăn của mình gặp phải đó là thường là ở cái công đoạn mà lên khung cho chiếc xe. Bởi vì thứ nhất là nhóm của mình thì không giỏi về cơ khí, và thứ hai nữa đó là mình thì phải đi tìm kiếm những cái linh kiện để phù hợp với cả các cái mẫu xe này và kích thước của nó. Ngoài ra thì mình cũng muốn nó phải tiết kiệm nữa. Để những cái chiếc xe mà anh mang tới đây ngày hôm nay là cái kích thước của nó có giống hệt như là những chiếc xe ở ngoài đời thật không, hay là nó cũng có khác biệt đi một chút ạ? Có lẽ đây cũng là một cái đặc điểm khác biệt và cái đặc biệt của nó. Tức là những chiếc xe này thì nó sẽ gần giống với cả cái mẫu xe thật ở cái dáng và các cái chức năng của nó. Tuy nhiên thì mình sẽ thu nhỏ nó lại để phù hợp để cho con có thể chơi và ngồi lái được. Bởi vì những cái chiếc xe lớn thì nó lại dành cho mình chứ không dành cho các con nữa. Còn các bạn nhỏ thì các bạn ấy thích những chiếc xe nào nhất ạ? Các bạn nhỏ thì rất là thích hầu như tất cả những chiếc xe của mình, thì mình đều hay cho con xem trước những cái mẫu xe thực sự để xem con có muốn bố làm chiếc xe này hay không. Nhưng mà mình vẫn nhớ nhất cái kỷ niệm cái chiếc xe đầu tiên làm cho con, thì mà mình chỉ kéo đi kéo lại thôi. Đấy cũng là chiếc xe mà con thích nhất và con hạnh phúc nhất. Vâng, thú thực là tôi cũng đã xem kênh YouTube của anh Đạo, một kênh rất là nổi tiếng, hơn 2,5 triệu người đăng ký ở trên YouTube. Và tôi thấy rằng là đa phần những cái bình luận thì đều đến từ bạn bè quốc tế, rất là nhiều những cái lời khen ngợi, và rất là nhiều người gọi anh là ông bố tuyệt vời nhất của năm. Đấy, và dành cho anh những cái lời khen như vậy. Nó có phải là động lực để anh tiếp tục làm ra thêm nhiều những chiếc xe nữa? Gần đây tôi có xem một chiếc xe mới của anh, chiếc Rolls Royce này, đúng không ạ? Vâng. Khi mà mình chia sẻ những cái video hoặc là hình ảnh ở trên mạng xã hội thì bạn bè quốc tế thì dành rất là nhiều lời khen, thậm chí là các đài truyền hình của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc thì họ đã xin phép chia sẻ lại cái video của mình ở trên truyền hình, thậm chí là trong lớp học của các bé. Thì những cái điều đấy đã làm mình rất là vui và hạnh phúc rồi. Vâng, nhưng mà tôi rất là tò mò cái công việc chính của anh là gì, và làm thế nào mình có thể cân bằng giữa cái niềm đam mê này với cả cái công việc chính ạ? Công việc chính của mình thì đó là mình làm đồ gỗ, và ngoài ra thì mình cũng làm sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội như YouTube hay là Facebook. Thì qua đó thì mình có thể vừa làm những cái chiếc xe này để làm những món quà cho con, và mình vừa có thể chia sẻ cái công việc của mình, cái niềm đam mê của mình và cái ý nghĩa trong cái câu chuyện của mình đến với mọi người.
Lúc nãy thì Mai Trang có thấy anh và bạn nhỏ là đi chiếc xe này vào rồi. Nhưng mà hai chiếc xe này là có đi được không ạ? Hay là chỉ dắt đi thôi? Làm thế nào để mà đi được hai cái chiếc xe máy? Liệu có đi được ra ngoài đường không ạ? Vâng, mọi người nhìn anh thấy anh có thể thử ra và giúp Mai Trang là thử xem có thể di chuyển được nó hay không? Bằng cách như thế nào không ạ? Vâng, ok. Chúng ta cũng rất là muốn để ra xem thử được không ạ? Là nó có thể bật lên được như thế này ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Và có khi nào mà anh đi chiếc xe này ra ngoài đường và nhiều người quay lại video vì nhìn thấy nó rất là thú vị không ạ? Vâng, xin giới thiệu với mọi người thì đây là những cái chiếc xe máy điện. Thì những chiếc xe máy điện này rất là đặc biệt ở cái điểm là mình tái chế từ những cái chiếc xe đạp điện. Từ những chiếc xe đạp điện? Mình tái chế từ những chiếc xe đạp điện cũ. Thậm chí là bây giờ thì mình đã tái chế từ những chiếc xe mô tô cũ. Để tạo ra những cái chiếc xe nó độc lạ hơn. Thì những cái chiếc xe của mình thì nhìn qua thì nó rất là lạ. Bởi vì là mình làm theo cái hướng xe điện tương lai. Và tôi để thấy cái điều mà anh vừa chia sẻ đó là tái chế từ những cái chiếc xe cũ, từ những cái đồ cũ đấy. Tôi cũng có xem một cái video mà anh đã tái chế cái chiếc xe tăng từ cái chiếc xe van cũ đấy. Hình như đây cũng là cái định hướng của mình. Đấy là mình tái chế tận dụng những cái đồ có sẵn để làm ra những cái món đồ mới. Vâng, đúng rồi ạ. Tức là mình chế tạo từ những cái nguyên vật liệu mới thì nó là bình thường rồi. Nhưng mà mình thì cái tâm niệm của mình là vẫn muốn là sử dụng những cái cũ, thậm chí là những cái mà nó có một chút hoài niệm ấy. Chẳng hạn như có một cái chiếc xe nó có rất là nhiều kỷ niệm thì mình có thể tái chế làm cho cái chiếc xe đấy nó mới hơn, nó độc lạ hơn và nó vẫn vận hành tốt. Wow. Thì đấy là cái ý nghĩa của nó để mình sử dụng lại. Có khi nào mà có nhiều bạn bè quốc tế xem kênh YouTube của anh xong mà nhất định là đến tận Việt Nam rồi đòi mua xe của anh mang sang nước ngoài bởi vì thích những cái sản phẩm của anh quá không ạ? Những câu chuyện này thì nó cũng có một chút khá là hài hước, tức là có những khách rất là vui kiểu mình bảo tôi tạm tắt cái này đi một tí vì tôi tập trung vào cái này quá nên là tôi không nghe được cái chuyện của anh nói rồi ạ. Ok, tức là bạn bè quốc tế thì cũng có rất là nhiều người khác nhau, thì có những người thậm chí là khi mà mình bảo là không thể ship cái xe của mình sang đấy và mình vẫn chưa muốn, mình không muốn bán bởi vì mình làm cho các con chơi, thì có những người bảo là có thể tài trợ mình sang bên đấy một năm cho con mình ăn học đầy đủ mọi thứ tất cả chỉ để làm xe cho họ thôi. Chứng tỏ là có rất nhiều người đam mê những điều này ở trên thế giới. Và cũng chứng tỏ một điều nữa là những điều mà anh Đạo đang làm được không phải là ai cũng có thể làm được. Và khiến cho rất nhiều người ở trên thế giới họ sẵn sàng bỏ công sức này, rồi đầu tư nhiều tiền bạc của cải để có thể học tập được cái cách mà anh Đạo chế tạo ra những chiếc này. Nhưng mà nghe anh chia sẻ thì rất tuyệt vời, bởi vì anh chỉ muốn làm đồ chơi hoặc là làm những cái món đồ cho con của anh thôi. Và tôi thấy điều này tức là hai bạn nhỏ nhà mình có một gia tài toàn là siêu xe đúng không ạ? Và không biết rằng là anh có cái định hướng hay là có cái dự định gì trong tương lai không ạ? Vâng, thì hiện tại thì bộ sưu tập của mình thì cũng mới có 10 chiếc ô tô, 2 chiếc xe đạp và 6 chiếc xe máy. Thì tương lai thì trước hết thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục lối dài đam mê. Mình sẽ tạo ra nhiều sản phẩm thú vị hơn cho các con, có ích cho xã hội. Và nhìn xa hơn nữa đó là khi mà mình có một bộ sưu tập đủ lớn thì mình có thể mở một cuộc triển lãm nho nhỏ. Sau đó thì mình có thể bán đấu giá những cái chiếc xe này để mở một quỹ từ thiện. Thì mình hy vọng là, mình nghĩ là vợ con mình và gia đình mình cũng sẽ ủng hộ. Wow, có cái triển lãm này thì anh nhớ mời Mai Trang và Hồng Quân đến nhé. Bởi vì chúng tôi tò mò xem là chiếc Rolls Royce mới này, rồi chiếc Ferrari từ những ngày đầu tiên nó được thực hiện như thế nào và nó đã tạo thành những điều như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với trường quay Cà Phê Sáng ngày hôm nay và hy vọng rằng tất cả những cái dự định của anh sắp tới đây thì đều sẽ trở thành hiện thực, bởi vì nó đều là những cái dự án rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng.